Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 3 tháng 6 thì em sẽ lại lên chậu để phục vụ mọi người nhé. Và giá vẫn rất là rẻ thôi, chỉ loanh quanh khoảng 100.000, hơn 100.000 một tí. Đó thì hôm nay em có đa dạng thêm là sẽ có chậu 20 và chậu 25 nhé. Với bộ chậu 20, cả chậu và móc, cả chậu kèm móc kép 80 phân là em sẽ bán 10.000. Và khi mọi người mua 10 chậu ấy, mua 10 chậu thì sẽ được tặng kèm 3 món vật tư, 4 món vật tư nhá. Là một cái túi rêu to như thế này. Đấy. Và một túi phân chuồn quế. Túi phân chuồn quế nửa kg nhá. Kèm theo hai lọ thuốc nữa, một lọ kích rễ Biorot. Đấy, kích rễ cực mạnh cho cây và một lọ thuốc sinh trưởng của Mỹ có tác dụng là kích thích sinh trưởng cho cây. Đó, chỉ cần mua từ 10 chậu là sẽ được các cái tặng phẩm như thế này nhá. 4 món, hai lọ thuốc này, một túi chuồn này, một túi rêu này. Khi mà mua từ 10 chậu. Chậu thì em sẽ bán 10.000 một cái bộ chậu móc phi 20 nhá. Và 12.000 một cái bộ chậu móc phi 25. Đấy. Và khi mọi người mua từ 20 chậu thì em sẽ free ship cho mọi người. Đấy. Mua 20 chậu em sẽ bao ship toàn quốc nhá. Và vẫn được tặng một phần quà thôi chứ không được tặng hai phần quà đâu ạ. Thì phần quà này em tặng là em đã tri ân các bác rồi. Đấy, trong cái mùa dịch này để em bán đẩy cái đơn hàng đi nhá. Chậu 20 cả bộ thì là 10.000. Đó, mua 10 chậu với tiền ship là 130.000 nhá. Còn mua 20 bộ thì sẽ được bao ship. Còn chậu 25 sẽ giá là 12.000. Mua 10 bộ thì là 120. Đấy, cả ship là 150. Mua 20 bộ thì là 240 bao ship nhá. Và mua 1 bộ hay 2 bộ đều được tặng kèm. Đấy, bộ cái sản phẩm vật tư như là một túi rêu này, một túi phân chuồn quế và một hai cái lọ thuốc sinh trưởng. Thì mọi người mua hàng thì gọi điện cho em theo số là 0974702106 nhá. Số điện thoại em để dưới bài viết rồi. 0974702106. Em xin chào các bác ạ.